Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là bốn con bò cây chữa của trại bò Anh Ngon ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây, con bò cây chữa đầu tiên nè các bạn. Chữa 6 tháng. Con này thì gác nọc trắng bàn nha các bạn. Gác nọc xin trắng bàn. Con này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn. Cao 1m28 bò. Đang làm chữa lứa thứ 3 nha các bạn. Rụng yếm nghiêm chỉnh nè các bạn. Bốn vú đều, chân móng sò hoàn thiện nè các bạn. Rụng yếm nghiêm chỉnh. Con này mẫu Bombay các bạn, Bombay đòn. Cao 1m28 bò, chữa 6 tháng, giá 34 triệu các bạn. Đang làm chữa lứa thứ 3. Tướng đầy đà. Đuôi dài, chân móng hoàn thiện. Con này là con sinh khú nè các bạn. Cao 1m28 bò luôn các bạn, đang làm chữa lứa thứ 2. Bò này mới 2 đôi răng nha các bạn. Chữa 6 tháng 3B. Chân móng hoàn thiện. Rúng nè các bạn thấy không? Rúng dài yếm dày các bạn, sái tích nghiêm chỉnh. Giá 34 triệu luôn nha các bạn. Chữa 6 tháng 3B, cao 1m28 bò. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Trại bò của anh Ngon nằm ở ấp 3, xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đùi dài phết đất luôn. Chân móng sò, bốn móng sò nè các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Giá 34 triệu các bạn. Chữa 6 tháng 3B. Rúng chiền nha các bạn. Bốn vú đều nè, rúng chiền. Chân móng sò hoàn thiện nè các bạn. Chân kiền khú luôn. Cao 1m28 bò, giá 34 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn. Bây giờ mình review trước bốn con nhưng mà lô này về rất là nhiều nha các bạn. Đây. Con này các bạn Sinter. Sinter đỏ ao, rúng cái rúng dài cái tê ngừ các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Chân móng hoàn thiện. Bạc gu. Con này cao 1m27 bò các bạn. Chữa 3B 4 tháng. Con này đúng mẫu Bombay đòn tàn độ nè các bạn. Giá 39 triệu các bạn, 39 triệu. Chữa 4 tháng 3B các bạn, Sinter các bạn, rúng chiền. Rúng chiền mà rúng dài sọc các bạn, bốn vú đều, rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng sò, bốn móng các bạn, bốn móng sò nha. Chân thẳng băng, lưng thẳng băng bạc gu. Giá 39 triệu, Sinter nha các bạn. Chữa 3B 4 tháng nha, bao chữa bao khám nha các bạn. Giá 39 triệu, cao 1m27 bò các bạn. Con này cũng tơ luôn các bạn. Chữa 4 tháng rưỡi. Con này gác nọc Tây Ninh trắng bàn các bạn. Cũng cao 1m27 bò luôn nha các bạn. Cũng cao 1m27 bò luôn. Rúng dài yếm dày nè các bạn. Chữa 4 tháng rưỡi. Gác nọc trắng bàn. Con này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn. 32 triệu. Chân móng hoàn thiện hết tất cả các bạn không. Cao 1m27 bò Sinter. Đỏ ao, bốn vú đều, đuôi dài, chân móng sò. Sái tích nghiêm chỉnh, cậy đuôi các bạn không? Lớn hết thuốc luôn, qua đen khui. Qua đen khui, cậy đuôi lớn, lưng thẳng băng, bạc gu. Rúng dài, yếm dày các bạn. Giá 32 triệu. Chữa 4 tháng rưỡi. Gác nọc xin trắng bàn nha các bạn. Gác nọc xin trắng bàn Tây Ninh nha. Nọc nó rất là tốt các bạn, rất là bự tàn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Trại bò Anh Ngon ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.